Okay, alo, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong clip này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ anh em cách bắt cầu sóc đĩa nhá. Hôm nay thì sẽ chơi sóc đĩa với số 33 cổ nhá. Thì mình sẽ vận hành như thế nào để có thể kiếm được lãi với anh em xem nhá. Ok. Bây giờ thì vào ngay mình còn sóc đĩa này. Tay này làm con chặn nhá. Tay đầu tiên anh em nhá, phát súng đầu tiên đấy. Đó, uống ngay con chẵn nha anh em nha. Tại đầu tiên thì khá là ngon đấy. Đó, tiếp tục mình sẽ đánh chẵn nha. Bởi vì đây là đang có dấu hiệu chạy bệt mà anh em, nên mình cứ đánh theo bệt nhá. Nếu mà gặp cầu bệt thì em cứ đánh theo bệt cho mình. Nhưng mà lưu ý là đánh nhỏ, đừng có đánh to nha. Đánh nhỏ đánh đều tay anh em ạ, đừng có đánh to nha. Đó, tay này gãy mất rồi em ơi. Đó, ok, mình sẽ đánh con chẵn tiếp nha. Sau tay này mình sẽ bắt đầu vào thời công thức anh em ạ. Cứ bình tĩnh đã nha. Cứ bình tĩnh anh em ạ, đúng không? 3M này. Ok chưa, bú ngay con chẵn. Đấy. Nó lại hồi anh em ạ. Cầu này lại hồi. Rồi bây giờ thì anh em sẽ đánh theo công thức của mình nhá. Anh em sẽ lấy cho mình những cái điểm bán dọc. Điểm bán dọc nghĩa là gì? Là mỗi càng dọc điểm phiên ấy mà chúng ta có hai trắng và hai đỏ thì em tính mình là 1 nhá. Rồi bắt đầu tính này. 1 này, 2, 3. Đấy. Đấy chỉ có 3 điểm đúng không? 3 và 3 thì nó là một con lẻ đấy anh em. Lẻ thì anh em đánh một con lẻ luôn cho mình, một củ nhá. Ôi rồi ôi, đánh lẻ ra chẵn này, khoái quá em ơi. Và bây giờ thì rồi, lần này không có điểm bán dọc anh em ạ, thì tay này khả năng mình sẽ đánh tiếp con chẵn đấy, một củ nhá. Mẹ lại ra lẻ rồi anh em. Tay đánh lẻ thì nó không ra, một cái tay không đánh thì lại ra là sao nhỉ?
Bây giờ thì là 1 này, 2. Đấy, có 2 thôi anh em ạ, lại đánh một con chẵn nhá. Đấy, chẵn thì đánh chẵn lẻ, đánh lẻ thôi, cực đơn giản nhá. Ok, thằng này thì bú chặn nhá, vậy làm sao nữa anh em. Giờ thì là 1 này, 2, đấy. Lại đánh chặn tiếp cho mình nhá, một cục. Không nói nhiều, cứ thế mà vào thôi. Mà kiểu vừa bú xong lại gãy. Thôi nghỉ anh em nhá, đến đây thôi. Thôi thì chốt gọi là 4 cổ nghỉ cho an toàn nhá. Và anh em xem video của mình nếu cảm thấy hay, đó thì đừng quên để cho mình xem một like, một ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau của mình nhá.